Tú Trinh, Quang Huy và Lê Nhi xin chào quý vị khán giả của Tin Sáng 30 giây. Quang Huy này, buổi sáng ngày hôm nay thì khí trời cũng khá là mát mẻ nhưng mà cũng đã có những cái cập nhật khá là phức tạp về tình hình dịch bệnh rồi đúng không Quang Huy? Dạ chính xác là như vậy, và như quý vị cũng biết rằng là trong buổi chiều tối ngày hôm qua, cụ thể vào lúc 18 giờ thì các cái hệ thống phòng gym, những cái phòng tập không gian kín thì đã không còn được hoạt động nữa để có thể cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó thì một số những cái hội nghị bây giờ nếu mà có tập trung người thì không được trên quá 30 người. Và Huy nghĩ rằng đây cũng là một cái lúc mà chúng ta cần phải có ý thức hơn bao giờ hết để có thể cùng với cả hệ thống chính trị, cùng với người dân cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tại vì Huy nghĩ rằng là nếu mà chúng ta chỉ cần lơ là một tí thôi thì có thể là dịch bệnh sẽ quay trở lại và sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến nền kinh tế cũng như là văn hóa xã hội của Việt Nam chúng ta. Đúng vậy Quang Huy, như vậy thì cuối tuần này thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ phải hạn chế ra ngoài, hạn chế ra đường, nhưng mà thông tin về thời tiết cũng rất là quan trọng. Và có những cái điểm gì đáng chú ý hay không Lê Nhi? Vâng, thưa chị Tú Trinh cũng như là anh Huy, là trong ngày hôm nay thì thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh thì khá là đẹp, còn các vùng trên cả nước thì sẽ phổ biến là ngày nắng và đêm có mưa rào. Tuy thời tiết khá là đẹp nhưng mà chúng ta cũng nên cân nhắc là nên ở nhà để có thể cùng với cả nước tham gia chống dịch. Còn về thông tin thời tiết chi tiết trên các vùng cả nước thì quý vị hãy chờ đón ở phần dự báo chi tiết quý vị nhé. Vâng, còn ngay bây giờ thì Quang Huy và Tú Trinh xin mời tất cả quý vị sẽ cùng quay trở lại với Tin Sáng 30 giây để cùng cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế đáng lưu ý quý vị nhé. Xin mời. Nội dung chính yếu trong Tin Sáng 30 giây thứ Bảy. Các ngoại trưởng G7 ra tuyên bố chung sau hội nghị tại London, trong đó nói rằng Trung Quốc lạm dụng nhân quyền và sử dụng các chính sách kinh tế chèn ép. Vì vậy, G7 sẽ dùng nỗ lực tập thể để ngăn chặn. Ngay sau đó, Trung Quốc đã la làng lên, kêu rằng G7 đang can thiệp thô bạo vào chủ quyền của họ. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, dựa trên những tính toán mới nhất, mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc có thể rơi xuống trái đất trong ngày 8 tháng 5 theo giờ Mỹ. Còn Trung Quốc thì nói các nước phương Tây đang làm quá lên. Dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nỗi thống khổ vì mất người thân ngày một lớn ở đất nước tỷ dân. Dịch bệnh kéo theo nạn đói. Có lẽ trẻ em nước này vẫn tổn thương hơn cả. Cùng với các địa phương có biên giới chung với Campuchia, quốc gia vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh. Long An đang ngày đêm siết chặt biên giới, đảm bảo không để lọt một ai vượt biên trái phép. Ban đêm chia thành 7 tổ, gác ở 7 vị trí, tuần tra kiểm soát người qua lại biên giới. Những ngày hân hoan, nhiều cảm xúc của kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẫn còn đây. Chạm tay vào di sản với những hình ảnh từ vùng đất Điện Biên bằng sức sống của di sản xòe Thái. Giữ nhịp nào, hôm nay đã là thứ Bảy. Mới hôm qua còn ý định đi đến phòng gym để tập luyện thì hôm nay hoàn toàn khác rồi. Để đảm bảo an toàn, các phòng gym câu lạc bộ thể dục tại những thành phố có dịch bệnh phức tạp phải tạm đóng cửa cho sự an toàn. Không sao cả, ngay bây giờ hãy bắt đầu rèn luyện tại nhà cùng Tin Sáng 30 giây. Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Điện Biên nổi tiếng với những giá trị văn hóa lịch sử, những điểm đến non nước đưa con người về với thiên nhiên. Năm 1954, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiến thắng Điện Biên Phủ đã diễn ra tại tỉnh Điện Biên, gây chấn động địa cầu khi một nước nhỏ như Việt Nam lại có thể chiến thắng Pháp, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn quốc. Với địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, hiểm trở và chia cắt mạnh, cộng thêm khí hậu mát mẻ quanh năm, Điện Biên đầy tiềm năng về phát triển du lịch, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa lịch sử. Nổi bật nhất là hệ thống di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ Mường Phăng, các cứ điểm Him Lam, Bản Kéo, Độc Lập, đồi A1, C1. Ngoài ra, Điện Biên còn có rất nhiều những hang động, nguồn nước khoáng và hồ nước tạo thành nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên phong phú như rừng nguyên sinh Mường Nhé, các hang động tại Ba Thơm, Thẩm Púa, các suối khoáng U Pe, U Va. Không những thế, Điện Biên còn có tiềm năng văn hóa phi vật thể với 19 dân tộc anh em chung sống. Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng rất đa dạng, hiện nay vẫn còn giữ được phong tục tập quán giống có, điển hình là dân tộc Thái và Hơ Mông. Tiềm năng thủy điện của Điện Biên cũng rất lớn. Toàn tỉnh có 41 dự án thủy điện vừa và nhỏ, tổng sản lượng điện hàng năm đạt gần 275.500 kWh. Điện Biên hôm nay đã và đang từng ngày thay da đổi thịt, trở thành một trong những địa danh nổi tiếng thật đáng tự hào mỗi khi nhắc đến.
Quang Huy và Tú Trinh xin được chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại cùng với phim trường của Tin Sáng 30 giây. Và thưa quý vị, phải nói rằng là 67 năm kể từ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và đến nay thì đã đạo lại vẫn còn đó những cái giá trị về lịch sử, giá trị về truyền thống và cái sự tự hào đến tận thế hệ trẻ như Quang Huy hiện nay vẫn cảm nhận được điều đó. Khi xem góc nhìn từ trên cao vừa rồi, chắc là quý vị cũng sẽ cảm nhận thấy là những cái dấu tích rõ ràng như là những cái hố bom vẫn còn ở đó từ cái trận đánh lịch sử trên đồi A1. Nhưng mà từ những cái loang lỗ của những dấu tích đó thì đến bây giờ trên đó đã phủ xanh và mọc đầy hoa. Huy nghĩ rằng đây là một cái hình ảnh rất là đẹp, thưa tất cả quý vị. Và đúng vậy, Quang Huy cũng như thưa quý vị, thật là rất là nhiều cảm xúc khi mà chúng ta nhìn lại những hình ảnh lịch sử của vùng đất Tây Bắc trong buổi sáng ngày hôm nay. Và không chỉ có những cái dấu ấn lịch sử mà những cái bãi cỏ, rừng cây xanh ngút ngàn cũng khiến cho chúng ta dễ chịu hơn trong một buổi sáng cuối tuần như thế này. Và tôi nghĩ rằng là ngay lúc này thì chắc là mọi người cũng sẽ phải dành thời gian để mà sắp xếp lại công việc lịch trình của mình. Bởi vì tính từ sáng ngày hôm nay thì đã có rất là nhiều địa phương thông báo rằng là sẽ có những cái hạn chế về khoảng cách cũng như là di chuyển dành cho mọi người chúng ta. Và tôi biết rằng là rất là ngột ngạt bởi vì bạn bè tôi có rất là nhiều người, đặc biệt là những người hay rèn luyện sức khỏe ở trong phòng tập, thì bây giờ thì chắc chắn là không thể thực hiện được việc này nữa rồi. Và cũng hy vọng rằng là cái thời gian này nó sẽ qua nhanh thôi. Và tuy nhiên với cái tình hình dịch bệnh diễn biến khá là phức tạp như vậy thì chúng ta luôn luôn phải tự nhắc bản thân cũng như là tự nhắc những người xung quanh là phải cẩn thận hết sức có thể, đúng không con? Dạ chính xác. Chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở lẫn nhau để có thể phòng tránh được dịch bệnh Covid-19 này một cách tốt nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì không để tất cả quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng với chúng tôi đến ngay với những thông tin quốc tế và trong nước đáng lưu ý quý vị nhé. Bắt đầu 30 giây quốc tế là những thông tin liên quan đến Trung Quốc. Thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân mới đây lên tiếng cho rằng các nội dung được đưa ra trong tuyên bố chung của Ngoại trưởng G7 đã thể hiện sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ cũng như là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Và Trung Quốc sẽ làm thất bại các âm mưu này và những ý đồ như vậy, những ý đồ làm suy yếu Trung Quốc sẽ không bao giờ được thành công theo ông Uông Văn Bân. Và theo ông Moon cho biết thì Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và các nỗ lực của phương Tây nhằm tăng vị thế của Đài Loan như một quốc gia. Ví dụ như là giúp hòn đảo này gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới đã nói lên sự thiếu tôn trọng và vi phạm chính sách của một Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ không bao giờ để Đài Loan tiến tới độc lập. Hội nghị Ngoại trưởng G7 vừa kết thúc ở thủ đô London của Vương quốc Anh sau 3 ngày làm việc. Ngoài vấn đề Đài Loan, các lãnh đạo cũng đã chỉ trích Trung Quốc trong việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đàn áp dân chủ ở Hồng Kông và hung hăng trong tranh chấp ở biển đảo. Tất cả có chung quan điểm rằng những hành vi này đang gây ra sự đe dọa rất lớn đối với an ninh và sự phát triển ổn định của châu Á lẫn trên thế giới. Thưa quý vị, diễn đàn kinh tế Bloomberg năm nay sẽ được chuyển sang Singapore do các lo ngại về việc các nhà báo có thể bị bắt giữ khi đến làm việc tại Trung Quốc. Và ông Bloomberg, người sáng lập tập đoàn và cũng là trưởng ban tổ chức, nói chuyển sang Singapore còn vì lý do giao thông thuận tiện. Và Singapore từ lâu đã là một nơi trung chuyển quan trọng của thế giới và hội nghị Bloomberg hàng năm đã thu hút rất nhiều lãnh đạo thế giới cũng như là các giới chủ doanh nghiệp và những nhà hoạch định chính sách tham dự. Năm nay do Covid-19 vẫn còn phức tạp nên chỉ giới hạn 400 người. Nhiều hoạt động sẽ tiến hành trực tuyến, dự kiến thời gian diễn ra từ 16 đến 19 tháng 11 năm nay. Thời gian qua do căng thẳng với Úc nên Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ nhiều nhà báo của nước này để gây sức ép chính trị. Một số phóng viên của BBC cũng bị quấy nhiễu và đe dọa khi kênh truyền thông này làm phóng sự về tình hình Tân Cương. Khi được hỏi về việc Bloomberg sẽ chuyển diễn đàn sang Singapore, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói các nhà báo nước ngoài ở Trung Quốc được quyền làm việc, tác nghiệp và được sự bảo vệ theo đúng luật pháp Trung Quốc và luật pháp quốc tế. Một thông tin về không gian, thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa mới cho biết là mảnh vỡ của tên lửa Trung Quốc có thể sẽ rơi chạm xuống bề mặt trái đất vào ngày 8 tháng 5 theo giờ Mỹ, tức là ngày hôm nay 9 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc tuần trước đã đưa phần lõi của trạm không gian quốc tế do nước này tự chế tạo lên quỹ đạo. Tuy nhiên, thì những mảnh vỡ lớn của tên lửa đã rơi ngược lại xuống trái đất. Không quân Mỹ cảnh báo rất có khả năng những mảnh vỡ này sẽ rơi xuống biển, nhưng cũng không loại trừ trường hợp chúng rơi vào các khu vực dân sinh đang sinh sống ở đó. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây đã lên tiếng cho rằng phía Mỹ đang làm quá vấn đề tên lửa của họ rơi xuống trái đất. Thông tin tiếp theo liên quan tới Olympic Tokyo 2020. Thưa quý vị, hãng dược phẩm Pfizer cùng đối tác là BioNTech, đơn vị sản xuất vaccine Pfizer vừa thông báo đã đạt được một thỏa thuận với Ủy ban Olympic Quốc tế IOC về việc là cung cấp vaccine cho các vận động viên và nhân viên
và các đoàn tham dự Olympic Tokyo 2020 và mục tiêu là mọi người đều được tiêm vaccine trước khi lên đường tới Nhật tranh tài. Đại diện của Pfizer cho biết việc gửi vaccine đến các đoàn vận động viên sẽ được bắt đầu vào nửa cuối tháng 5 để đảm bảo trước khi tới Nhật thì mọi người đã nhận được đủ 2 liều. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC, ông Thomas Bach đã ngay lập tức hoan nghênh thỏa thuận này. Ông nói chúng tôi hy vọng tất cả vận động viên sẽ chấp nhận vaccine này và tiến hành tiêm chủng càng sớm càng tốt. Olympic Tokyo dự kiến diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 và có khoảng 11.000 vận động viên tham dự. Tuy nhiên có thể phần lớn trong số này đã được tiêm vaccine ở nhà trước khi lên đường. Tháng trước chính phủ Trung Quốc gợi ý là họ muốn ủng hộ miễn phí vaccine cho Olympic Tokyo, nhưng phía Nhật đã lịch sự từ chối. Sau đây tiếp tục là những ảnh hưởng của đại dịch. Thưa quý vị, khi mà một tổ chức bảo vệ trẻ em của Ấn Độ gặp hai đứa trẻ 6 và 8 tuổi, nói rằng cha mẹ chúng đều đang phải điều trị COVID-19, thì họ đã phát hiện ra là hai đứa trẻ này đã không được ăn uống đàng hoàng và phải tự mò mẫm trong suốt cái thời gian đó và cơ thể đang yếu dần. Và câu chuyện trên đã được kể bởi các thành viên của BBA và họ cho biết thêm rằng là việc số ca nhiễm mới lẫn qua đời tăng vọt trong suốt nửa tháng vừa qua ở Ấn Độ đã khiến cho hàng ngàn trẻ em, thưa quý vị, và nhất là ở vùng nông thôn đang rơi vào hoàn cảnh không có ai chăm sóc vì cha mẹ phải nằm viện hoặc là đã qua đời. Ông Dajajay Tingan, giám đốc của BBA, cho biết rằng đây là những sự việc rất thương tâm. Lũ trẻ không có ai chăm sóc, hàng xóm và bà con cũng không muốn giúp đỡ vì sợ bị lây COVID-19, nên họ đã có một sự kỳ thị nhất định. Và ông Tingan cũng nói thêm rằng là bình quân mỗi ngày, tổ chức bảo vệ trẻ em của ông đã nhận được khoảng 70 cuộc gọi nhờ giúp đỡ. Khi đến nơi, phần lớn các em đều ở trạng thái sức khỏe không tốt, thậm chí một số em đã qua đời trong cảnh đói khát. Ngày cũng như đêm, 24/24 giờ, lực lượng biên phòng ở các tuyến biên giới đang căng mình chống dịch, ngăn chặn không để người vượt biên mang mầm bệnh vào nước ta, ghi nhận tại tuyến biên giới Long An ngay sau đây. Bằng mọi biện pháp, ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút cho học sinh thi học kỳ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ít phút nữa chúng ta sẽ gặp một nghệ nhân tài hoa mài mò nhiều năm để tái hiện mô hình làng cổ siêu nhỏ nhưng đặc biệt là giống với bản thật đến từng milimét. Câu chuyện lan tỏa hôm nay mời quý vị đến với một người đàn ông và hành trình bền bỉ 30 năm làm thiện nguyện thật đáng trân quý. Hãy cùng Tin Sáng 30 giây lan tỏa những điều tử tế quý vị nhé. Thưa quý vị, chính phủ Campuchia đã ban hành quyết định dỡ bỏ phong tỏa từ ngày 6 tháng 5 và thay thế bằng các biện pháp kiểm soát mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Và điều này cũng đã khiến cho một số nước láng giềng lo lắng khi số ca nhiễm mới COVID-19 ở nước này vẫn tăng lên từng ngày. Đúng vậy, và có thể nhìn thấy rõ cái sự bất an mà lo lắng này của người Việt tại Campuchia khi mà các tuyến biên giới giáp ranh nước bạn, người dân đã nhập cảnh trái phép và trở về nước ta để tránh dịch. Và số lượng thì ngày càng gia tăng. Trước tình trạng này thì tỉnh Long An đã siết chặt biên giới và kể cả đường mòn lối mở để ngăn mầm bệnh COVID-19 xâm nhập vào nước ta. Trên tuyến biên giới Tây Nam, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây Long An đang phụ trách đoạn biên giới gần 14 km, 12 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở dọc các đường mòn lối mở, luôn bảo đảm trực 24/24 giờ. Nhờ lá chắn thép này, đến nay địa phương chưa phát hiện trường hợp nhiễm nghi nhiễm COVID-19 nào. Ban đêm chia thành 7 tổ, gác ở 7 vị trí, tuần tra kiểm soát người qua lại biên giới. Cái thứ hai cũng có các bà con ở trên đi làm ruộng này kia, người ta hỗ trợ, do người làm mặt này kia người ta sẽ thông báo, người ta có nguồn tin của nhờ quần chúng nhân dân thêm nữa. Ngoài tăng cường siết chặt đường biên giới, công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, trao đổi thông tin giữa các lực lượng công an, quân sự, hải quan và biên phòng khá chặt. Qua đó, tình trạng buôn lậu và đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép được ngăn chặn hiệu quả. Lực lượng công an huyện Đức Huệ phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây và đồn biên phòng Mỹ Thành Tây, tức là tuần tra là phát hiện 22 trường hợp, tức là người Việt Nam và người nước ngoài, nhập cảnh trái phép vào tuyến biên giới, xử lý và phạt hành chính trên 64 triệu đồng. Đồng thời, tức là đề nghị chuyển cho ngành chức năng, tức là xử lý thứ hai trường hợp, tức là tổ chức đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép, từ đó đã góp phần, tức là răn đe, phòng ngừa các đối tượng, tức là đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, từ đó đảm bảo được cái tình hình an ninh chính trị. Long An hiện có 6 huyện thị xã giáp biên giới với 6 cửa khẩu cùng 7 lối mở. Mới đây gần 200 cán bộ chiến sĩ biên phòng từ tuyến sau vừa được tăng cường. Trên toàn tuyến biên giới có hơn 60 trạm chốt kiểm soát cố định, lưu động tuần tra suốt ngày đêm. Lực lượng làm việc nơi tuyến đầu cũng được đảm bảo an toàn để sẵn sàng chống dịch COVID-19 trong mọi tình huống. Thưa
Và tiếp theo các thông tin 30 giây trong nước đáng chú ý. Tiếp theo, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới thông tin là hiện đơn vị đang triển khai 8 dự án xóa và giảm ngập do mưa trên địa bàn thành phố. Và cụ thể thì 3 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021 gồm có dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Quý, dự án cải tạo hệ thống thoát nước ở đường Trương Công Định và cải tạo hệ thống thoát nước ở đường Bầu Cát. Đối với 5 dự án khác giải quyết các điểm ngập trên đường Lê Đức Thọ, Bạch Đằng, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung, Đặng Thị Rằng, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân đang hoàn thiện thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh thời gian đầu tư. Sau khi có kế hoạch vốn năm 2021, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị sẽ trình Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt thực hiện. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết được 95 trên 95 tuyến đường trục chính ngập do triều cường đạt 100%, 111 trên 126 tuyến đường ngập do mưa đạt 88,09%. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, các em học sinh đang phải chạy đua nước rút để kết thúc chương trình kiểm tra học kỳ 2. Dù rất vất vả và lo lắng nhưng tất cả đều ủng hộ quyết định thi sớm để kết thúc năm học một cách trọn vẹn, đảm bảo an toàn trước Covid-19. Tình hình Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp thì vừa qua Sở Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu tất cả các trường học kết thúc kiểm tra học kỳ 2 trước ngày 9 tháng 5, sớm hơn khoảng 2 tuần so với kế hoạch dự kiến trước đó là ngày 22 tháng 5. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua đề xuất của sở cho phép học sinh chuyển qua học online từ ngày 10 tháng 5. Để hoàn thành chương trình năm học, riêng đối với học sinh khối 9 và 12, hiệu trưởng các trường có thể cân nhắc xây dựng phương án học trực tiếp để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi cuối cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị, một số doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay các tour du lịch MICE là du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị dự định khởi hành trong tháng 5 đều tạm dừng hoặc là dời sang tháng khác. Tương tự thì một số nhóm nhỏ khách lẻ do lo ngại dịch bệnh cũng đã dời ngày khởi hành. Và theo đại diện của Viettravel thì dù đã quen với các tình huống như thế này, dịch bùng phát, khách hủy tour, hoãn tour v.v. đồng thời sẵn sàng kịch bản ứng phó và chủ động hỗ trợ khách hàng, nhưng mà thiệt hại với thị trường tour hè dịp này vẫn khá hơn. Thông tin từ TST Tourist cũng cho biết rằng là khách chủ yếu hủy tour đi miền Bắc, miền Trung. Cùng ngày, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cũng đã gửi văn bản hướng dẫn đến với các quận huyện, ban lãnh đạo có khu điểm du lịch đang đón khách, yêu cầu đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19. Thông tin kế tiếp, thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 5 năm 2021, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ Châu Đốc cho biết rằng là vừa phát hiện bắt giữ số lượng lớn thuốc lá ngoại do các đối tượng đã đai vác bỏ lại khi phát hiện lực lượng chức năng tại khu vực cánh đồng thuộc khóm Vĩnh Chánh 3 của phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Trước đó vào ngày 6 tháng 5 thì lực lượng liên ngành chống buôn lậu, thưa quý vị, trên tuyến biên giới thuộc tổ Châu Đốc phối hợp với chốt phòng chống dịch Covid-19 số 12 thuộc đồn biên phòng Vĩnh Ngương đang tuần tra kiểm soát chống buôn lậu khi đến khu vực cánh đồng gần mương thốt nốt thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc thì phát hiện hai nhóm gồm 5 đối tượng đang đai vác thuốc lá ngoại từ biên giới Campuchia vào trong nội địa nên tiến hành truy đuổi. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ lại tang vật và nhanh chân chạy thoát thân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ trong các bọc đen gồm 2.430 bao thuốc lá ngoại nhiều nhãn hiệu. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp sau nhiều địa phương có điểm đến phải tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh thì mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng vừa mới có quyết định tạm dừng hoạt động tham quan du lịch tại các khu điểm tham quan du lịch và các di tích danh thắng có khả năng tụ tập đông người trên địa bàn của tỉnh này. Các khu du lịch như Động Phong Nha, Động Tiên Sơn, Động Thiên Đường, Suối Nước Mọt, Sông Chày, Hang Tối, Vườn Thực Vật, Thung Lũng Hava, Công viên Ozo Tree Top, Thác Mơ, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình. Các di tích là cơ sở tôn giáo tín ngưỡng không đón khách tham quan, chỉ thực hiện các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng nội bộ, không tập trung đông người, đảm bảo nguyên tắc 5K và các quy định phòng chống dịch kể từ 12 giờ ngày 7 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Các khu điểm tham quan sản phẩm du lịch còn lại hạn chế số lượng khách tham quan, du lịch không quá 20 khách một đoàn và chỉ được tổ chức khi đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan y tế. Kính thưa quý vị, kiến thiết dựng nhà cổ hay đình cổ dường như thì không còn xa lạ nữa, nhưng mà phục dựng lại cả một cái kiến trúc đình cổ giống đến từng mm thành một mô hình siêu nhỏ thì không phải rằng là người thợ mộc nào cũng có thể làm được. Đúng vậy thưa quý vị, và với lòng yêu nghề cũng như là kinh nghiệm rất nhiều năm thì nghệ nhân Phan Lạc Hùng đã chế tác nên một mô hình đình hữu bằng hết sức độc đáo. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng tác phẩm này nhé. Tôi có một ý tưởng này, ngôi đình cổ quê tôi nói chung nó cũng có tầm 350 năm rồi.
qua thời gian nắng mưa nó mai một đi, trường hợp không may nó xuống cấp thì tôi cố gắng tôi làm cái ngôi đình y như thật của bản gốc để làm sao tại để lại cho con cháu chúng tôi hay là cả dân làng ngắm và về sau này có tu sửa hay là có khắc phục tôn tạo lại thì cũng có một chút nho nhỏ để đóng góp tương lai con cháu về sau này. Sau hơn 4 năm nghiên cứu, mày mò, mô hình đình làng Hữu Bằng đã được tái hiện một cách hoàn hảo, chân thực và sống động bằng chất liệu gỗ gụ. Từng viên ngói siêu nhỏ được làm từ gỗ ép sơn màu gụ, dập cắt nhỏ thành hình dạng y hệt như viên ngói của máy đình và được đính keo vào nhau. Hay bộ cửa sơn son thiếp vàng cũng giống y hệt về kiểu dáng và chất liệu, thậm chí có thể mở ra vào như bản thật. Những cây tùng, cây đại cũng là cây thật được thu nhỏ. Mỗi chi tiết của mô hình này đều được nghệ nhân Phan Lạc Hùng đặt trọn tình yêu, tâm huyết, niềm tự hào với làng quê của mình. Tác phẩm được hoàn thành không chỉ thu hút người dân quanh vùng mà nhiều người yêu nghệ thuật cũng tìm đến để chiêm ngưỡng vẻ mộc mạc chứa đựng hồn quê của người thợ mộc tài hoa. Nếu 100% thì không được, nhưng mà trên 90% là rất là đẹp, rất là kỹ. Vì từ cái chân hòn đá, cái cột cho đến cái cây, cái hai con rồng trầu mặt nguyệt là cũng làm đúng như thế, nhất là hai cái mái ngói của những cái nhà ấy. Không chỉ khắc họa ngôi đình làng cổ hàng trăm năm tuổi mà mô hình còn khắc họa tình cảm sâu nặng với quê hương, nhắc nhở người trẻ về việc lưu giữ vẻ đẹp truyền thống hồn quê dân tộc. Con tự hào vì mình là mình có một ngôi đình như thế ạ. Nương niu tác phẩm của mình, người nghệ nhân già cất giữ mô hình đình Hữu Bằng siêu nhỏ trên căn phòng thờ tự của gia đình. Cả cuộc đời gắn bó với ngôi đình cổ kính này nên chưa bao giờ ông nghĩ đến việc tạo sinh lợi từ các sản phẩm của mình. Với ông, đây là tác phẩm để đời, mang ý nghĩa thiêng liêng đối với gia đình ông mà không giá tiền nào có thể mua được. Thưa quý vị khán giả, dù hoàn cảnh không mấy khá giả đâu và đồng lương cũng ít ỏi thôi, đủ trang trải cuộc sống bởi vì công việc bảo vệ mà thì cũng không có được nhiều tiền. Thế nhưng quý vị biết không, ở Đà Nẵng thì có ông Lê Đình Phúc ở quận Thanh Khê. Người đàn ông này đã không quá lo lắng về cuộc sống cá nhân của mình mà vẫn dang rộng vòng tay để giúp đỡ cho những người yếu thế, những người khó khăn hơn trong cuộc sống. Và đây là một cái điều rất tuyệt vời mà chúng tôi muốn chia sẻ. Và với ông Phúc thì gia tài lớn nhất không phải là tài sản tiền bạc mà chính là cái niềm hạnh phúc khi mà ông giúp đỡ mọi người cũng như là thấy được mọi người có thể vượt qua được khó khăn. Sau đây là lan tỏa 30 giây. Ông Trần Kim, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là một trong những trường hợp được ông Phúc cưu mang suốt những năm qua. Ông bị bệnh tâm thần, không người nương tựa, gia cảnh hết sức khó khăn. Biết về hoàn cảnh này, ông Phúc đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ và tự nguyện chăm sóc, đùm bọc từ năm 2020 đến nay. Mình tại mình cứ ngó xuống chứ đừng ngó lên. Mình thay họ, còn những nhiều người cũng khó khăn hơn mình thì mình cứ tạo điều kiện giúp đỡ cho người ta thế này chống thôi. Không chỉ có trường hợp ông Kim, những người dân xung quanh khu vực có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không thể tự lo cho con cái đi học, ông đều đến tận nhà động viên, giúp đỡ. Dù số tiền ông giúp không nhiều, nhưng đó cũng là động lực rất lớn để những người nghèo khổ vươn lên trong cuộc sống. Chồng là em đi đây làm dâu là chồng em mất rồi, một mình em ở trong đây với ba cháu nhỏ là nói chung là ai cũng giúp đỡ thì em chứ nói chung thì cũng khó khăn. Bác giúp được cái chi thì em cảm ơn và đại đỡ được phần nào rồi đó. Ngoài công việc bảo vệ, ông Phúc còn làm trong ban nghĩa trang thành phố. Khi có người mất nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Phúc lại đứng ra làm mọi thủ tục, xin đất chôn cất và khâm liệm miễn phí cho gia đình. Mà gia đình tôi thì vô vàng biết ơn vì là hai đứa con của chúng tôi mà chết mà cũng nhờ chú Phúc lo tận tâm từ đầu đến cuối và chạy đi xin đất rồi chạy đến phường đồng dậu chứ còn tôi là có như là chiều. Suốt hành trình hơn 30 năm làm thiện nguyện, gia tài lớn nhất đối với ông chính là những bằng khen của thành phố. Đó là sự ghi nhận và là động lực để ông tiếp tục trên con đường mà mình đang đi. Giúp cho người ta, mình thấy cảm thấy, mình thấy cái tinh thần của mình khỏe, vui vẻ thôi. Làm việc đây là đi là vì mọi người chứ không phải cứ tạo điều kiện giúp cho người ta đấy. Mình cứ tiếp tục làm công năng nhân đạo không kể ngày đây
khi nào mình kiệt quệ làm nổ nữa là mình dòng hai thang đầu hàng, còn còn sức còn là. Thưa quý vị khán giả, phía sau lưng của chúng tôi là một chiếc background rất là đẹp đúng không ạ? Và đây chính là một chiếc background truyền tải một cái thông điệp về một loại hình nghệ thuật đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái ở Tây Bắc Việt Nam. Và đó chính là điệu múa xòe Thái thưa quý vị. Đây là một di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận trong khoảng thời gian vừa qua. Và trong bức hình này thì quý vị cũng có thể thấy rằng là những cô gái với những bộ trang phục hết sức là lộng lẫy, với gương mặt xinh tươi và mang đến cho chúng ta cái cảm giác rất là thoải mái khi mà xem điệu múa này đúng không? Như vậy thì múa xòe Thái có những đặc điểm gì đặc biệt thì xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây với chạm tay vào di sản múa xòe Thái trên đất Điện Biên. Nói đến đồng bào dân tộc Thái đang sinh sống trên đất Điện Biên, người ta nghĩ ngay đến nghệ thuật múa xòe Thái, món ăn tinh thần không thể thiếu sau những ngày lao động vất vả. Thống kê cho thấy người Thái có đến trên 30 điệu xòe, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ 6 điệu xòe cổ, 6 điệu xòe cơ bản, đó là điệu xòe nâng khăn mời rượu, bảy bốn, tiếng lùi, tung khăn, vòng tròn vỗ tay và điệu nắm tay. Chỉ một động tác, một dáng đi, cách đứng, cách xếp đội hình, cách chuyển động cũng là những cung bậc sắc thái, những ý nghĩa khác nhau mà điệu xòe thể hiện. Nhạc cụ dùng múa xòe cổ gồm một trống, hai còng, một chủm chọe. Âm nhạc cho múa xòe thể hiện quan điểm về thế giới quan, nhân sinh quan của người xưa. Nhịp điệu múa xòe có ba giai điệu lặp đi lặp lại theo tiếng nhạc là tùng tùng rinh, rinh rinh tùng, để tượng trưng cho ba giới là trời, đất và con người. Người Thái quan niệm không xòe không tốt lúa, không xòe thóc cạn mồ. Múa xòe là biểu hiện tình thương của dân tộc Thái, tình yêu cuộc sống lao động cần cù đến tình yêu đôi lứa. Người Thái thường tổ chức múa xòe trong hội xuân, hội mùa và hội cưới. Với những giá trị về tinh thần không thể phủ nhận, nghệ thuật xòe Thái đến nay vẫn đang được duy trì và phát triển, không chỉ trong cộng đồng dân tộc Thái mà còn có sức sống mãnh liệt và lan tỏa tới nhiều dân tộc khác tại các tỉnh thành phố trong cả nước. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quay trở lại phóng viên Lê Nhi để cung cấp cho quý vị những thông tin cũng như những lưu ý về thời tiết ngày hôm nay quý vị nha. Mến chào quý vị của Tin Sáng 30 giây, Lê Nhi đã quay trở lại với phần dự báo chi tiết. Thưa quý vị, theo dự báo Bắc Bộ ngày hôm nay, trong chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Tây Nguyên cũng có hình thái tương tự, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cực độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Riêng ngày Chủ nhật tới thì vùng núi sẽ nắng nóng cực độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối ngày hôm nay sẽ có mưa và dông ở một số nơi. Mưa dông có khả năng xảy ra kèm với trạng thái là lốc xét và gió giật mạnh. Do nắng nóng đã quay trở lại nên các thành phố lớn đã bắt đầu chịu tác động của tia UV như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội sẽ có nguy cơ gây hại rất là cao. Hiện tại nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh đang là 29 độ C. Tuy nhiên, ngày hôm nay sẽ có mưa tại một số khu vực vào khung giờ từ 13 giờ cho đến 15 giờ. Trời hôm nay nhiều mây, phổ biến là nắng nhẹ trong ngày. Tuy thời tiết khá là đẹp nhưng mà Lê Nhi xin khuyến cáo đến quý vị là chúng ta nên hạn chế ra đường. Nếu quý khán giả có ra đường vào trong ngày hôm nay thì chúng ta nên trang bị kính râm, găng tay, kem chống nắng để chống nắng. Bên cạnh đó chúng ta có thể lồng một chiếc khẩu trang y tế vào bên trong cái khẩu trang chống nắng bên ngoài để vừa đảm bảo chống tiêu về vừa đảm bảo chống dịch hiệu quả. Tôi Lê Nhi FBC đang cảm nhận thời tiết cho Tin Sáng 30 giây. Chị Tú Trinh, từ khi mà có thông báo như những gì mà chúng ta nói phần đầu là lúc 18 giờ ngày hôm qua đóng cửa các phòng gym á, thì Huy cũng có một cái người bạn, một vài người bạn thôi. Các bạn ấy cũng chia sẻ rằng là ngày hôm qua từ sáng sớm là mang theo đồ đi tập gym, xong cuối cùng là tới chiều tối thì không thể đi tập được. Thì cũng thấy rất là bức rứt và khó chịu ở trong người. Và Huy nghĩ rằng đây cũng là lúc mà chúng ta nên có những cái hoạt động khác để có thể rèn luyện thân thể của mình thay vì cách là chúng ta vào phòng gym cùng cố gắng thì sẽ được thôi đúng không ạ? Đúng vậy con Huy. Và ngay bây giờ thì hôm nay là thứ bảy và chúng ta có chuyên mục Ngay Bây Giờ Hãy Bắt Đầu, và biên tập viên Xuân Ngọc cũng đã chờ đợi để mang đến những cái động tác để mà rèn luyện sức khỏe dành cho quý vị ngay sau đây.
Chào quý khán giả, chào chị Tú Trinh và anh Quang Huy. Chúng ta lại được gặp nhau vào một buổi sáng thứ bảy trong chuyên mục Ngay bây giờ hãy bắt đầu. Không biết là tại nơi quý vị đang đứng thì như thế nào, chứ tại khu vực Xuân Ngọc đang đứng thì tiết trời hôm nay khá là mát mẻ và trong lành. Ngay bây giờ nếu như mà chúng ta vận động làm nóng cơ thể một chút sẽ là một trong những cách rất là tốt thúc đẩy năng lượng cũng như là giúp cho tâm trạng của bản thân mình phấn khởi hơn. Tuy nhiên thì với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì các cái phòng gym, phòng yoga tại thành phố Hồ Chí Minh đã bị tạm ngừng hoạt động. Thì những lúc như thế này thì những cái bài tập cơ bản đơn giản chúng ta có thể áp dụng ngay tại nhà sẽ là một ý tưởng rất là hay. Thì ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ ngay huấn luyện viên Phan Nhật Thành để mà đón chờ xem là những bài tập nào sẽ được anh Thành giới thiệu tới nhé. Xin chào anh Thành. Chào Xuân Ngọc. Hôm nay Thành sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn những bài tập bụng giúp chúng ta có một cơ bụng săn chắc, thứ hai là đốt đi lượng mỡ thừa rất hiệu quả. Mình bắt đầu. Rồi, bài đầu tiên. Nâng hai chân cao. Xuân Ngọc siết cơ bụng, duỗi tay chạm chân càng cao càng tốt. Rồi, xuống hít. Lên thở. 2. Nhớ co cơ bụng lại nha. 3. Tiếp tục. 4. Bài tập thứ hai. Dạ vâng. Rồi, Xuân Ngọc co, duỗi hít sâu. Co thở. Nhớ siết cơ bụng. 2. 3. Thở. 4. 5. 6. Bài thứ 3 mình sẽ tập cho cơ hông của mình nha. Mình sẽ có 5 lần mỗi bên. Vâng. Mình nằm xuống không xuống không? Rồi, mình bắt đầu. 1. Siết cơ hông càng cao càng tốt. 2. Lên thở. 3. 4. Cuối cùng. Rồi, đổi bên. Thưa quý vị khán giả, chỉ mới 15 phút tập cùng với lại huấn luyện viên Phan Thành, Xuân Ngọc đã cảm thấy là vùng bụng của chúng ta có vùng bụng có một cái tác động rất là lớn. Và nếu như Xuân Ngọc tin chắc rằng là nếu như chúng ta cứ kiên trì tập luyện mỗi ngày thì sẽ mang lại cái hiệu quả rất là tốt. Thì không biết là nhân tiện đây thì anh Thành có gửi lời nhắn nào đến quý vị khán giả nếu mà trong lúc mà tập luyện á, nếu mà cảm thấy mệt mỏi quá thì chúng ta có những cái tip như thế nào không? Để mà duy trì nó tốt. Lúc chúng ta tập luyện thì có những lúc cơ bụng chúng ta rất là mỏi thì mình cần nên giảm cường độ tập bằng cách rút ngắn số lần hoặc là mình tăng cái cường độ nhanh lên để cho cơ bụng chúng ta nó hoạt động được nhanh lên một xíu, thì lúc đó cơ bụng cái cường độ tập của chúng ta từ từ sẽ tăng lên. Với những chia sẻ của anh Phan Thành thì Xuân Ngọc nghĩ rằng là mọi người nên lưu ý lại để trong quá trình tập luyện nếu chúng ta có mệt mỏi thì chúng ta cũng có thể làm theo. Và quý vị hãy cùng với chúng tôi đồng hành vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần nhé. Hẹn gặp quý vị vào thứ bảy tuần sau. Và đó chính là chuyên mục Ngay bây giờ hãy bắt đầu, và quý vị hãy bắt đầu ngay bây giờ quý vị nhé. Hãy tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, và giống như những gì mà Xuân Ngọc có nói thì lúc này đây chúng ta có thể tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện bằng những cái bài tập ở trong chuyên mục của chúng tôi tại nhà của mình. Hoặc nếu mà quý vị có thể thì di chuyển những cái khu vực mà thoáng đãng để chúng ta tập luyện chạy bộ, nhưng mà nhớ là đừng tập trung quá đông người để tuân thủ theo cái nguyên tắc 5K phòng chống dịch bệnh COVID-19 quý vị nhé. Và hy vọng những tin sáng 30 giây cùng với những thông tin vừa rồi đã giúp cho quý vị những cái kiến thức bổ ích cũng như là nhắc nhở quý vị chúng ta hãy cùng chung tay để mà phòng chống dịch bệnh. Và tin sáng 30 giây sẽ quay trở lại với quý vị vào sáng ngày thứ hai vào lúc 6:30 trên các nền tảng trực tuyến của FBMC. Còn bây giờ thì Quang Huy và Tú Trinh chào tạm biệt quý vị.